Nam Thư ấy thực ra bây giờ nó mới lộ, nhưng mà đáng nghe nó lộ từ lâu rồi. Bởi vì con Nam Thư ấy nó quen ở trong showbiz nhiều, thì con bé kia thân cô thấy cô thì bị bọn nó bắt làm. Bùi Hữu Cường, bố fan Nam Thư dự đoán sắp quay lại náo loạn cộng đồng mạng. Dù đã tuyên bố sẽ lui về ở ẩn, nhưng vợ chồng nam em Bùi Hữu Cường vẫn không bỏ sót cơ hội tìm lại hào quang rực rỡ. Mới đây, Bùi Hữu Cường đã lên sóng livestream và bóc mẹ chị ruột Nam Thư. Anh cho biết vì Nam Thư quen biết trong showbiz nhiều nên drama trà xanh của cô nàng đến bây giờ mới bị lộ. Chứ lẽ ra mọi chuyện phải bị phanh phui từ lâu lắm rồi. Con Nam Thư ấy thực ra bây giờ nó mới lộ, nhưng mà đáng nghe nó lộ từ lâu rồi. Bởi vì con Nam Thư ấy nó quen ở trong showbiz nhiều. Thì con bé kia thân cô thấy cô thì bị bọn nó bắt. Bên cạnh đó, anh còn đại diện cho Chính Nghĩa, phê phán nhà chồng của Chính Thất. Anh tỏ ra thái độ bức xúc trước cách hành xử của nhà chồng và mẹ chồng đã khiến cho chị vợ phải khổ sở. Cứ nghĩ là 10 điểm về tư duy nhưng cộng đồng mạng lại nghe thấy mùi sai sai. Nhiều người nghĩ rằng anh chỉ đang lợi dụng việc này để hưởng tí fame sau thời gian mất bóng trong showbiz. Vốn là dân anh chị và được biết đến sau khi trở thành người yêu của nam em, Bùi Hữu Cường như bước nửa chân vào trong giới giải trí, đóng vai tổng tài và hay lên mạng nói về đạo lý làm người. Phải chăng đây là phát súng đầu tiên báo hiệu vợ chồng nam em sẽ chuẩn bị quay trở lại và quậy đục nước giới giải trí Việt Nam? Tuy nhiên, cộng đồng mạng lại cho rằng Bùi Hữu Cường đã chọn sai sự kiện để bắt đầu, vì vào thời điểm nam em bị khán giả quay lưng thì Nam Thư vẫn luôn đồng hành cùng với em ruột và kêu gọi khán giả hãy yêu thương nam em. Thực sự là rất mong tất cả mọi người đã lỡ yêu thương nam em như thế này rồi thế mà nay Bùi Hữu Cường lại quay lưng chửi bới hay thậm chí là gọi Nam Thư với một danh xưng chẳng mấy thân thiện. Nam Thư ấy thực ra bây giờ nó mới lộ, nhưng mà đáng nghe nó lộ từ lâu. Chẳng biết nam em có đang vỗ về an ủi Nam Thư như các chị ruột đã từng bên vực mình khi xưa hay không, nhưng chồng cô lại phủi sạch thế này thì đúng là có phần quá đáng. Về phía Nam Thư, sau khi khóa vội Facebook cá nhân rồi mở lại chưa được nửa ngày thì kiều nữ làng hài đã phải ngậm ngùi phá trang trở lại. Rất nhiều fan đang mong chờ một lời giải thích thỏa đáng từ phía cô nàng. Bạn nghĩ sao về những phát ngôn lần này của Bùi Hữu Cường? Hãy để lại bình luận cho chúng mình biết với nhé! Cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của khán giả. Đừng quên like, share, subscribe và click vào những tin tức mới nhất đến từ BNews các bạn nhé! Xin chào và hẹn gặp lại!